Hôm nay mình làm video clip test giới thiệu tất cả quý vị các bạn một bộ dàn mini hàng Nhật bãi của thương hiệu là Onkyo. Thì trước này là có model là FRX7. Thì này bộ này gồm có chạy đĩa CD, đĩa MD và kết nối điện thoại bằng đường line hoặc đường tap, cũng như có đài FM và AM. Thì trước này mình đã test thì cái đầu MD của nó là không chạy nhá, đĩa MD nó không chạy, còn đĩa CD thì nó vẫn chạy ok, mắt đọc rất tốt và có giải mã thích hợp, giải mã quang học để cho anh em chơi nhạc mạng cắm từ TV ra, giải mã quang học in và out nhá, như là tiếng từ cái quang học ấy mình cắm vào đằng sau này, sau của cục dàn này. Sau đó mình sẽ nối thêm một cái thiết bị khác lớn hơn như là cục đẩy hoặc âm ly. Mình sẽ quay chi tiết vào đằng sau nhé. Đây là cục giải mã quang học, nó có đường vào, đường vào màu đỏ đấy, có đèn đỏ đấy, còn đường ra hai cái này mình có cả in out này. Mình cắm nối thiết bị thì ra đỡ được mấy trăm nghìn tiền mua bộ quang học nha. Ở đây có hai cái đường nai với này, tab này. Đấy là mình có thể cắm từ điện thoại hoặc máy tính vào nhé. Và đường có đường jack out này, là mình cắm cái đường này để truyền tín hiệu sang một cái âm ly hoặc cục đẩy khỏe hơn để mình nghe cái thiết bị loa âm ly khỏe hơn nhé. Thông số kỹ thuật của nó là điện 100V này, công suất 48W. Cái cục già này nó sản xuất tại Japan xịn luôn nhé. Hình thức thì đẹp, máy bao zin bản 100%. Đây là loa này, loa của nó cũng rất là vuông hòm sắc cạnh nhé, cũng rất đẹp. Loa sản xuất Manai Chia, cái ổ loa của nó to gần bằng cái mặt này luôn. Bây giờ mình sẽ tháo nghe căng để quay cận cảnh cái nó bát và nó chắc nhá. Nghe căng còn rất đẹp nha, zin bản hết nha. Đây là loa này, nó là loa chiếc đôm nhá, chiếc đôm 5 châm nó từ rất là lớn và mạ sắt xi 7 màu. Video này thì mình không quay cả hết bên trong được, nhưng mà mình đã có chụp hình rồi. Bạn nào có quan tâm thì xếp vào Zalo này, mình sẽ gửi hình cho. Tất cả bao dập zin bản 100% nhé, test chạy ok, chức năng. Con này có đĩa MD không chạy đâu nhá, cái MD không chạy. Thì hiện tại mình bán bộ này mới giá 1.700.000 đồng, chưa bao gồm cước phí ship nhá. Bây giờ mình sẽ mở đầu CD này. Nào có tội tình gì, sao em bỏ ra đi, anh nào có lỗi lầm chi, sao em bỏ ra đi để anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm, buồn lên mấy nẻo hẹn hò em biết không. Sương khuya lạnh đôi vai, chuyển sang bài 3 nhé. Nhưng mà mắt đọc phần rất là tốt, nhắc bài nhanh. Bộ này nghe nhạc vàng là tiếng rất hay rồi, ok rồi.
mình sẽ mở sang đường tín hiệu line và cắm từ điện thoại máy tính vào nhé. Máy tính nhé. Điện thoại cắm vào cái đường line này để mình nghe tiếng nhạc mạng. Vừa rồi là mình đã test nhạc bằng thiết bị điện thoại máy tính cũng như đầu CD của bộ dàn Onkyo. Thì tiếng là rất là hay, chi tiết sắc nét, nghe nhạc trong phòng quá ok luôn, với giá 1.700.000 đồng. Hiện tại đây mình còn hai bộ dàn Onkyo như này nữa, còn các loại dàn khác như Sony, Panasonic, Denon hoặc là Pioneer hoặc là Kenwood thì còn rất nhiều nhé. Bạn nào quan tâm thì liên hệ mình theo số điện thoại 0358742679 nhé.